Bà sơm một trong việc sửa một con bà chia cả sẽ có thằng bà nên mình bắt nâng bằng hai những vì mê riêng mấy muối bà cứ ông thì bây giờ dịch bà ông tu mình đang ở bà lọp lưu thế thả ở quầy tấu chi ông thì dịch bà dân đã mấy ở chỗ cần thật bà sơm tiền sự thay hành bịch bà cho mặt tập tốc mấy cho nằm vía bà hơi mà bọn ôn thành ở trong trẻ hay bị bạc cầm đó cứ trời cọp ba vì hơi năng tinh để chạm bà thằng thì vô tính cứ giờ bay bà thằng thì vô tính miệng cầm vài cái tay bà tình bàn cầm hay cầm môi môi năng một vài cái bà chẳng cứ tầm khăn mình tên cứ dương từ để trong trào đi ở bàn bà loa bà mình đang dễ về để dừng chia bà sắt dừng ở đằng hà hết huy dừng một chia bà dừng mấy tay bà tránh dừng cho một căn mê rin đang ở khní bà cứ ở sốt mình ca chia bà sắt bà bông ôn bà tăng riêng về ở trái phật quan men bà sống tinh sống tiên sẽ phải hành bệnh cho mặc cọp trong năm và ca bị sau này muốn là dương trong riêng ông bị gặp chưa bà sập nắng có đại dương để đâu có tù bà hãy bằng lời ở kê thả bà riêng mà chạy chẳng tới cứ ông làm lại bị rồi cơ bây rồi là lại chẳng đời bà hãy dương trời trong này bị tàu kiên sâu bà còn tới bà chạy bà ní dương mình chẳng phải từ bỏ cả lại các bạn này bà cầm mà riêng khăn trước đây ấy nắng dương riêng tại nơi tạm tía dương ai sẽ riêng nơi tì nào các bạn tì gần lại nào các bạn này bà cực tì lìa cực tì gần lại bà hồi thì dương miền phía dương bà mơ tử bà dương mơ mà đông mình chấm dương mơ pi đông dương mơ pi đông mình chấm dương mơ bay đông các bạn mơ dư dư không phải chăm thôi bà khu ba mơ dương đôi tật này đây bà chẳng là mày nghe vô bà chẳng dừng ao dùng mình để về sẵn bà ta ông thì vô tính cứ chiều vậy bà ông thì vô tích cứ chia chip chi mi để phổ lật lá đầu xa bên cài ru bà rứ co phổ lật tập hoa bẩn tròn để miến ở tiệp lộ pro xá phần tai sẽ cam mập hiệp khăn ông ca phi ba đầu cầm rật tích miến pro sơ tập hiệp uốc nông ca tục đầm nà cá rít rán chậm nát sầm khăn sầm khăn nơi chi vật ate sẽ không mập ràm rứ sầm lạ cao sĩ ca mê rô bà nhầm sông bà dô lạ vệnh nát bà dẫn ông tiêu dô tính cư chía chít kì mì bà đại bà lạc láng đấy xa rạp biến cài rùa rứ có bà lạc phó đầm sòm hai chậm phúc ông tiêu dô tích nít bà xin chỉ dương ប្រើប្រាស់ បាទ យើង ប្រើប្រាស់ តែ បន្តិច ទេ គឺ វា មាន សន្តិភាព ខ្ពស់ បាទ ក្នុង ការ សម្លាប់ បាក់តេរី ឬ ក៏ បង្អាក់ បាក់តេរី បាទ ប៉ុន្តែ នេះ គឺ វា យល់ ជាង បាទ បន្ត ទៀត អង្គ ទី យោទិច ផ្សេង ផ្សេង បាទ ចាំ និយាយ ថា អង្គ ទី យោទិច នេះ មាន ច្រើន ណាស់ បាទ អង្គ ទី យោទិច ដែល យើង ប្រើប្រាស់ ប្រចាំ ថ្ងៃ ហ្នឹង dương ác riêng trong chỉ cần tạm xa rạch chết rồi bởi vì là mấy người sửu không cả riêng nâng dự đánh đối cổ tầy bà ông tiêu dư tích miền trái ấn bà miền rô bởi ai nó dương tình tình ở trăm mùi mùi cứ có trăm đây bà bần tái vì bà trăm chẳng hát mấy người dư mình nghĩ con trăm bà cứ dương màn anh trái dĩa chi phí trong thông thùng và thì mỗi cứ bạn đấy xịt và bạn đấy xịt những thứ chia antibiotic xâm lấp bạn thì và dừng prapra phía cho đó cứ dừng prapra bạn đấy xịt những mụn và hay thì pi những cứ bacteriostatic và cứ chia trong antibiotic bài bằng ác bạn đời bà dùng
Bacteriostatic គឺជាជំរើសទី2ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់បាទគឺ Bacteriostatic ហើយនិង Bacteriostatic នេះយើងបានបែងចែកជាក្រុមតូចតូចចំនួន7ទៀតបាទក្រុម Bactericide គឺមាន4ហើយនិង Bacteriostatic មាន3ក្រុមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតបាទបាទយើងមានក្រុមតូចមួយទៀតបាទគឺ Betalactamin Betalactamin បាទ2 Aminocid ឬ Glycosaccharide បាទយើងចាំចាំមកច្បាស់ណា Aminocid បាទច្រឡំ Aminocid Aminocid គឺជាក្រុមប្រូតេអ៊ីននេះបាទនេះគឺ Aminocid ឬglycoside បាទទី3គឺ cyclic polypeptid បាទស្អីទៅ cyclic polypeptid ហ្នឹងបាទទៀតយល់ឡះបាទបន្តទៀតគឺក្រុមទី4បាទឈ្មោះ quinolone quinolone បាទយើងនិយាយបិទទីសភៅមកចប់ទាំងអស់គ្នាបាទ quinolone បាទក្រុម Bacteriostatic ហ្នឹងគឺចែកចេញជាក្រុមតូចតូចចំនួន4ហ្នឹងហើយបាទហើយទី2បាទគឺ Bacteriostatic គឺមាន3ក្រុមទូទៀតបាទមាន Chloramphenicol បាទ Chloramphenicol បាទទី1គឺ Tetracycline Tetracycline បាទយើងចាំមកជួយណា Tetracycline ទី7ក្រុម Macrolids Macrolids បាទអញ្ចឹងអង្គរីយោតិចគឺយើងចែកពេញជាពីរក្រុមធំធំបាទគឺ Bacteriostatic ដែលជាអង្គរីយោតិចសម្បត្តិហើយនិង Bacteriostatic គឺជាក្រុមអង្គរីយោតិចបង្អាក់បាក់តេរីបាទដែលក្រុមទី1ហ្នឹងបែងចែកជា4ក្រុមតូចៗទៀតគឺ Betalactamin Aminoacid Aminocid Cyclic Polypeptid នឹងគីណូឡានចំណែកឯក្រុមទី2បាក់តេរីស្តាតិកគឺចែកចេញជា3ក្រុមគឺក្រុមហេនីកូលតេត្រាស៊ីក្លីនទី7គឺម៉ាក្រូលីតបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចងចាំវាឲ្យច្បាស់បាទថាអង្គធីវីយោចិត្តបានបែងចែកជា2ក្រុមធំធំបាទគឺក្រុមសម្លាប់ហើយនឹងក្រុមបង្អាក់បាទក្រុមសម្លាប់មាន4ក្រុមតូចតូចទៀតហើយនឹងក្រុមបង្អាក់មាន3ក្រុមតូចតូចទៀតបាទយើងចាំតែប៉ុណ្្នឹងអង្គទីវិយោទិចស៊ីផុយបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនឹងការតាមដានបាទហើយវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើអាក្រុមតូចតូចមួយទៀតហ្នឹងបាទក្រុមតូចតូចបេតាឡាក់តាមីនអាមីណូស៊ីតហ្នឹងមានអីខ្លះទៀតបាទហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាបាទថាតើវាប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺសត្វគោជ្រូកមកបាទបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទហើយបាទមុននឹងវាទៅនឹងបាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ